Ở lượt trận thứ hai bảng D Euro 2020, đội tuyển Anh sẽ tiếp đón Scotland với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng. Hãy cùng Gold đưa ra nhận định về trận đấu này. Ở vòng loại Euro 2020, hàng công của đội tuyển Anh chưa rất hay khi ghi được 37 bàn thắng, chỉ ít hơn đội tuyển Bỉ. Nhưng sau đó, họ dần sa sút và chỉ ghi được 7 bàn thắng trong 5 trận đã qua, trong đó có 3 trận thắng với cách biệt sít sao là 1-0. Ở trận giao quân, Tham Sư chơi áp đảo và rất thuyết phục trước Croatia, nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng nhờ công của Raheem Sterling. Harry Kane chơi mờ nhạt, Phil Foden dứt điểm thiếu hiệu quả và điểm sáng nhất là Calvin Phillips ở nơi trung vâm hàng tiền vệ. Chiến thắng trước Croatia giúp cho thầy trò huấn Gareth Southgate nối dài chuỗi lại lên ngôi số 7. Dù hàng công thi đấu dưới kỳ vọng, nhưng hàng thủ của đội tuyển Anh tạo ra sự yên tâm rất lớn khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 7 trận đã qua. Vì vậy, với sự tự tin đang lên rất cao cùng một đội hình chất lượng có chiều sâu, Tham Sư hoàn toàn có thể dễ dàng mang về một kết quả khả quan trước Scotland để cạnh tranh vị trí đầu bảng. Scotland đã phải rất chật vật mới có thể giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2020 khi xếp thứ 3 ở vòng loại sau Bỉ và Nga. Sau đó thầy trò huấn Steve Clark vượt qua Israel và Serbia ở vòng playoff trên chấm luân lưu để giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất châu lục. Trong khi đội tuyển Anh giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ khó chịu nhất bảng D là Croatia, Scotland lại không thể ghi bàn trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Cộng hòa Séc trong trận giao quân, dù tung ra tới 19 cú sút. Dù đã có nhiều cơ hội 10-10 để ghi bàn ở hiệp 1, Scotland lại không thể tận dụng và đến khi Cộng hòa Séc có bàn mở tỷ số, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn và đoàn quân huấn Steve Clark đã càng lâm vào bế tắc. Trước màn thể hiện như vậy, thật khó để Scotland có thể tránh khỏi một thất bại trước Tham Sư, dù cho rằng việc đón nhận thêm một trận thua nữa nhiều khả năng sẽ chấm dứt cuộc hành trình của Scotland ở Euro năm nay. Harry Maguire bỏ ngỏ khả năng ra sân Scotland, Kieran Tierney có thể trở lại sau một chấn thương nhẹ, Billy Gilmore bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong lịch sử, hai bên đã có 141 lần chạm trán nhau và kết quả không có nhiều chênh lệch. Đội tuyển Anh đã có 48 trận thắng, Scotland có 41 trận thắng và cầm hòa nhau 25 trận. Nhưng đội tuyển Anh đã thắng 5 trong 7 trận gần nhất gặp Scotland. Lần gần nhất hai bên đối đầu với nhau là tháng 6 năm 2017 tại vòng bảng vòng loại World Cup. Khi đó trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Anh. Đội hình dự kiến đội tuyển Anh sẽ ra sơ đồ 4-2-3-1, thủ môn là Jordan Pickford, các hậu vệ Kieran Trippier, John Stones, Tyrone Mings, Luke Shaw, các tiền vệ Declan Rice, Calvin Phillips, Raheem Sterling, Mason Mount, Phil Foden và tiền đạo là Harry Kane. Scotland sẽ ra sân với sơ đồ 3-5-2, thủ môn là David Marshall, bác trung vệ là Jack Henry, Ron Hanley, Kieran Tierney, các tiền vệ có James Forrest, John McGinn, Scott McTominay, Stuart Armstrong, Andrew Robertson cùng hai tiền đạo là Lyndon Dyke và Chia Adam. Với một đội hình có chiều sâu và sở hữu nhiều ngôi sao, đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ có một trận đấu dễ dàng với Scotland. Ngôn dự đoán Tam Sư sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Scotland tại vòng bảng Euro 2020 sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 6 và được trực tiếp trên kênh VTV3.